Chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo trận đấu giữa hai đội tuyển Russia và đội tuyển Bồ Đào Nha. Đây là trận đấu thuộc lượt trận thứ 3 của vòng bảng ở đấu trường Euro 2024 và trận này sẽ được diễn ra vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 27 tháng 6 và theo đánh giá thì đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ là đội được đánh giá cửa trên và sẽ chấp đội tuyển Russia với mức kèo là 1,75, mức kèo cũng có thể tăng 2 trái và hạ xuống còn 1,5, mức tài xỉu là 3 trái, 3,25 và 2,75 tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là hiện tại thì mình cũng có nhóm Zalo và Telegram cập nhật kèo bóng cho các bạn tham khảo mỗi ngày. Đường link của nhóm thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này, các bạn cứ vẹt xuống dưới phần mô tả, ấn vào đường link của nhóm để đăng ký làm thành viên và sẵn tiện tham khảo về những kèo bóng khác nhé. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận này. Trong quá khứ thì hai đội mới chỉ có một lần gặp nhau và lần gặp nhau đó đội tuyển Bồ Đào Nha đã giành chiến thắng trước đội tuyển Russia với tỷ số là 2-0. Năm trận thi đấu gần nhất của đội tuyển Russia thì Russia thắng 3, hòa 1 và thua 1. Còn năm trận thi đấu gần nhất của đội tuyển Bồ Đào Nha thì Bồ Đào Nha thắng 4 và thua 1. Và ở lần đối đầu này với mức kèo như thế này thì theo nhận định của mình thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào đội tuyển Bồ Đào Nha chấp 1,75 hoặc là 1,5 nhé. Vì sao? Thứ nhất, nếu mà xét về thực lực, đẳng cấp và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại thì đội tuyển Bồ Đào Nha đang được đánh giá là nhỉnh hơn Russia về mọi mặt. Thứ hai nữa thì xét về phong độ cũng như là thành tích đối đầu của hai đội ở những lượt trận gần đây thì thậm chí là Bồ Đào Nha đang vượt trội hơn so với Russia nữa. Cái thành tích thi đấu của Bồ Đào Nha mỗi lần chạm trán với những đội bóng cửa dưới đang cực kỳ tốt và ở lượt trận này tiếp tục gặp một Russia không quá mạnh thì đây sẽ là cái cơ hội không thể nào tốt hơn để cho Bồ Đào Nha có thêm một chiến thắng nữa với mọi thứ đang áp đảo hơn nhiều so với Russia. Thì với mức kèo này mình dự đoán là chắc cũng không làm khó được Bồ Đào Nha đâu, cho nên bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn Bồ Đào Nha chấp nha. Mức tài xỉu là 3 trái, 3,25 và 2,75. Thì thời gian vừa qua cả Russia lẫn Bồ Đào Nha đang có hiệu suất ghi bàn cũng đều đặn và cũng không loại trừ khả năng là Bồ Đào Nha gặp đội bóng không quá mạnh thì họ sẽ thắng đậm không chừng. Dự đoán cuộc đối đầu này sẽ là cuộc đối đầu đầy hấp dẫn và sẽ tiếp tục có nhiều bàn thắng được ghi, có thể là 3-1 hoặc 4-1 nghiêng về cho Bồ Đào Nha. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo tài nha. Từ đầu các bạn có thể là đá nhẹ tài 3 thôi, canh tại hạ dưới 3 thì hạ vào tài theo ý muốn của các bạn. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,75 và tài xỉu là 1,25. Dự đoán hiệp 1 với mọi thứ đang ổn định hơn so với Russia thì Bồ Đào Nha sẽ có 2 bàn dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn Bồ Đào Nha chấp 0,75 nha. Và canh tại hiệp 1 còn từ 1 trái trở xuống thì vào. Tóm lại trận này chốt kèo là chọn Bồ Đào Nha và tài ở hiệp 1 cũng vậy. Chúc các bạn may mắn.